Dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sáng nay 17 tháng 10, Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành trong khối khoa giáo tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải thông tin tới đại biểu chuyên đề công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn sau bão số 3. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin chuyên đề cục diện thế giới giai đoạn hiện nay, một số hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, báo cáo viên tập trung tuyên truyền, làm nổi bật sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền công tác đối ngoại, giữ ổn định chính trị, quốc phòng an ninh. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024-2025. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024.